Tháng 12 năm 2021 vừa qua, Đà Nẵng được trao giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam năm 2021. Có thể coi đây là nền móng vững chắc cho công cuộc chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng, bao gồm xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hướng đến thành phố thông minh. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia tại tòa đàm Đà Nẵng 25 năm thành tựu và triển vọng vừa qua, đà nẵng đang hội tụ đủ những năng lực tiền đề để phát triển kinh tế số như phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin ict các dịch vụ nền tảng thương mại điện tử tận dụng ưu thế của cách mạng công nghiệp lần thứ tư để chuyển đổi các mô hình sản xuất kinh doanh truyền thống nâng cao năng suất tạo những giá trị mới trong thời gian tới các nhóm lĩnh vực kinh tế số cần được thành phố đà nẵng quan tâm ưu tiên hơn là du lịch dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng cảng biển hàng không gắn với dịch vụ logistics công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo khởi nghiệp các nhóm lĩnh vực giao thoa kinh tế xã hội như y tế giáo dục